Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Alim China. Bạn bè là một điều hết sức bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Có những người bạn cực kỳ tốt với mình, chuyên đâm sau lưng, lấy người yêu của bạn làm vợ, hay là lâu lâu không nhắn tin. Thì vào một ngày mát trời đã làm tí chiêu chiêu vitamin thịt chó, bạn nhắn tin tôi nể mới bạn, bạn có một giấc 5 triệu không cho tôi vay. Ở trên đấu phá thương khung cũng có rất nhiều tình bạn đầy ngang trái. Điển hình là bộ đôi đi support và đi dược lão vào phong tôn giả. Dược lão thì vâng trời qua núi, còn phong tôn giả lại thích tĩnh tâm. Ở video này anh em cùng mình xem về phong tôn giả có chết trận trong trận chiến với hồn tộc hay không. Đầu tiên bí mật bật mí về phong tôn giả. Do tôn giả có biệt danh được người đời chửi bới là phong nhàn. Từ nhỏ cổ linh được sinh ra tại Vũ Long Thành của Trung Châu tại gia tộc phong gia. Vì tộc của cổ linh từng chém nhầm người của mộc gia đến phải làm đám ma. Người của mộc gia phải trả thù cho người đã khuất. Đã vác theo hàng nóng đến tận tộc Phong gia tại Trung Châu bắn tỉa chết rất nhiều người. Cổ Linh may mắn trong trận chiến đã nằm giả chết nên thoát. Ông phiêu bạt tại Trung Châu một thời gian gặp được Dược Trần cứu khỏi bị người khác cho ăn đấm. Cổ Linh cùng với Dược Lão trải qua 6 năm khẩy cấp ăn nằm với nhau. Họ đi giết sạch người của Mộc gia báo thù thành công cho Cổ Linh. Thời gian sau vì không có việc gì làm, Dược Lão cùng Phong Tôn giả thành lập gia Tinh Vân Các. Thứ hai cuộc sống của Phong Tôn giả được Dược Lão trợ giúp. Thời gian Phong Nhàn khi còn hoạt động đầu đường xó chợ ở Trung Châu, Dược Trần vô tình trong lúc đi tán gái, nhưng gái tự tán Dược Trần. Ông đã ra tay cứu được Phong Nhàn đang bị người khác cầm mỏ lết bang vỡ đầu, đồng thời giúp hắn dùng một số loại thuốc trị thương giúp Phong Tôn giả. Sau đó Phong Nhàn mới cài lên cấp đại đấu sư bảy tinh. Ông cùng sống với người đồng tính Tiêu Viêm, có thể chiến đấu vượt cấp đánh với người có cấp bậc cao hơn. Có thể chiến đấu vượt cấp đánh với người có cấp bậc cao hơn, cụ thể là đi đổ bê tông tầng 2. Thời gian Phong Nhàn đột phá đấu linh đã từng chém chết cả đấu vương. Trong một lần hai người Dược Trần và Phong Tôn giả đi đến Vẫn Thần Băng Nguyên, họ bị Thanh Hoa Đấu Tông Nam Tinh cầm chổi lùa vụt vì nhìn trộm cô tắm. Hai người Dược Trần chạy toán loạn bỏ trốn trước sức mạnh tuyệt đối của cô ấy. Vì hai người Phong Nhàn Dược Trần mới chỉ là đấu vương chín tinh đỉnh phong. Sau khoảng hơn 10 năm sau, Dược Trần Phong Nhàn đột phá lên đấu tông, cũng là thời gian hai người thành lập gia Tinh Vân Các. Một thời gian sau nữa, Dược Trần và Phong Nhàn đột phá lên đấu tôn. Cả hai người Dược Lão và Phong Nhàn đều sở hữu thuộc tính lửa. Hắn cũng tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tầng 1 để nâng cao chiến lực của mình. Dược Lão và Phong Nhàn đi vào không gian di tích thời viễn cổ, đấy là đấu kỹ khá mạnh cần thiết cho mình. Thứ ba, Phong Tôn giả đi cứu Dược Lão. Quãng thời gian Dược Lão không biết ăn gì vì ngộ độc chết khi đang luyện thuốc theo lời của Hàn Phong. Phong Tôn giả tạm thời đảm nhiệm chức chủ tịch của Tinh Vân Các. Chỉ cần Dược Lão quay trở lại, ông sẽ trả vị trí các chủ cho Dược Lão. Phong Tôn giả từng đi điều tra về cái chết của Dược Trần từ Hàn Phong mà không có bằng chứng. Vì Hàn Phong buộc của trả lấy người đến Hắc Gia Vực, nên ông đành ở lại Tinh Vân Các. Thỉnh thoảng vẫn đi khắp Trung Châu đi du lịch là ít, mà đi đủ các karaoke là nhiều. Trong lần đại hội tứ phương các, Phong Tôn giả đấu tôn bốn tinh đang ngồi hóng chuyện đánh nhau giữa Tiêu Viêm và Phong Lôi Các. Bỗng dưng của nợ không cần biết Tiêu Viêm, lại trình bày nhận lại được Phong Tôn giả làm người thân. Vì vậy mà Phong Tôn giả bảo kê Tiêu Viêm khỏi Phong Lôi Các truy nã, kể cả Lôi Tôn giả của Phong Lôi Các cũng không dám làm gì được Tiêu Viêm. Sau đó Phong Tôn giả và Tiêu Viêm tạm thời chia tay để củng cố sức mạnh cứu Dược Lão. Phong Tôn giả có nhiệm vụ nghe ngóng tin tức, Tiêu Viêm tìm cách cày cấp để nâng cao trình độ. Cuối cùng Phong Tôn giả đi cứu Dược Lão cùng với Tiêu Viêm khỏi hồn điện chạy về Tinh Vân Các. Phong Tôn giả sau sự kiện trên, sức mạnh đấu tôn của ông không được mạnh cho lắm. Khi Trung Châu nơi nào cũng có đấu thánh xuất hiện ở đâu mà nhiều thế, Phong Tôn giả khi ấy không khác gì những tên lính bình thường. Thứ tư, người từng có quan hệ với Phong Tôn giả. Một là Phong Thường Thiết. Phong Thường Thiết, ông là cha của Phong Tôn giả, chủ nhân của nhà đấu giá Kỳ Lân. Phong Thường Thiết bị lão tổ Mộc gia Mộc Triệu Sâm đánh chết trong lần càn quét Phong gia. Hai là Dược Trần. Dược Trần từng cứu Phong Tôn giả. Ông là một người bạn thân thân ai người đến lo đối với Phong Tôn giả. Ba là Mộ Thanh Loan đến từ thú vực. Mộ Thanh Loan là người của ma thú gia tộc, một trong những tộc cũng có một ít tiếng nói tại giới ma thú. Cảm ơn anh em đã xem hết video.